Chào các bạn, hôm nay Tài sẽ hướng dẫn các bạn scan trên máy tính của các dòng máy Brother đa năng. Cụ thể hôm nay sẽ là máy DCB-L2520D. Thì trước khi các bạn muốn scan được thì các bạn phải tải giúp Tài cái driver về ha. Và cụ thể driver đây là driver của máy 2520D. Thì khi các bạn tải driver về, trên màn hình chính của các bạn sẽ có cái ứng dụng này, Brother Utilities. Rồi các bạn bấm vào đây. Rồi ở đây nó sẽ chọn cho các bạn chọn máy in nè. Rồi Tài sẽ chọn cái máy là 2520D. Rồi Tài sẽ bấm vào đây, Global cam cam này nè, CC4 nè, là liên kết với Control Center 4 nè các bạn. Bấm vào đây. Rồi lúc này nó sẽ hiển thị ra một cái khung. Trên cái khung này, bên phía bên trái của các bạn nè, ở đây nó sẽ hiển thị những cái một số cái thiết lập cho các bạn. Đây, đầu tiên là scan mà hình ảnh nè, scan văn bản và đồ họa, scan văn bản đơn sắc, scan tùy chỉnh, độ phân giải là 600x600 nè, màu là 2024 bit nè. Rồi phía dưới là kích thước nè, đó nghĩa là cái khổ giấy mà các bạn muốn scan đó các bạn, khổ A4 hay A5 hay letter hay gì đó thì các bạn có thể tùy chỉnh ở đây nha. Rồi nếu như các bạn muốn tùy chỉnh cái các bạn muốn tùy chỉnh thiết lập gì đó thì các bạn sẽ vào phần ở phía trên đây nè, thiết lập, thiết đặt thiết bị. Rồi bấm vào đây, cài đặt thiết bị quét. Thì ở đây các bạn có bốn cái file để chúng ta cài đặt nè. Một là file ảnh nè, file 2 là file OCR nè, 3 là email nè, 4 là tập tin nè. Đó, các bạn muốn tùy chỉnh ở đâu như thế nào thì đó tùy phụ thuộc vào các bạn ha. Loại tập tin là JPEG hay là ứng dụng đích nè, hay là tệp tin nè, gì đó nó sẽ có hiển thị trong đây hết để cho các bạn có thể tùy chỉnh. Rồi khi các bạn đã tùy chỉnh xong rồi thì các bạn có thể bấm vào đây chữ quét này, bấm quét ha. Thì trước khi các bạn bấm quét, các bạn phải bỏ cái tài liệu của các bạn vào, bỏ văn bản của các bạn vào máy in trước nha. Rồi bây giờ Tài đã bỏ rồi, bây giờ Tài sẽ bấm chữ quét thử cho các bạn xem nha. Đó, máy nó bắt đầu nó sẽ kêu, nó sẽ chạy, nó đang scan từ từ đó các bạn. Rồi Tài đã scan xong trang rồi ha. Rồi bây giờ Tài muốn lưu cái trang này thì sao? Ở có bên có cột bên tay phải của Tài đây, cột bên tay phải đây là có thể Tài bấm vào chữ lưu để lưu cái file này lại ha. Lưu ở đâu, lưu file gì thì các bạn có thể tùy chỉnh ở đây nha. Rồi hoặc có thể các bạn có thể bấm in ra trực tiếp luôn. Rồi mở bằng một cái ứng dụng khác, bằng cái file, mở cái file này bằng một cái ứng dụng khác cũng được ha. Rồi các bạn gửi mail nè, gửi file OCR. OCR có nghĩa là gì? Nhiều trang cùng vào một file, được không các bạn? Rồi bây giờ Tài muốn scan tiếp đi thì Tài sẽ bấm chữ cắt sáng đây nè. Tài lưu, ví dụ như bây giờ Tài muốn scan tiếp, Tài lưu trước cái file này, sau đó bấm chữ cắt sáng. Rồi Tài bấm tiếp tục chữ quét là nó sẽ scan tiếp cho Tài nha các bạn. Rồi ta đã scan tiếp trang tiếp theo này các bạn à, ta đã scan xong nha. Rồi đây là cách scan đầu tiên trên máy tính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.